Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh đó nha. Rồi tiếp tục có đồ thanh lý anh em nữa nè, nó xả hàng bơm ha. Rồi giá là chưa bao gồm phí vận chuyển, còn anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship nha. Rồi đây, tiếp tục mã số 4 nha. Rồi mã số 4 hôm bữa bán 210.000 nè, giờ bán lại cho anh em là 200 ha, 200k nha. Mấy cây cưa nè, nó cán còn đầy đủ hết ha, hai cây này không đủ tiền anh em. Đó, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, 6, 7 cây ha. Rồi mã số 4, 200. Rồi mã số 5 nè. Đó, mã số 5 hôm bữa bán 350.000, hôm nay bán lại cho anh em là 320 ha, 320.000 nha. Rồi một con em CC size 350, lưỡi ok không mẻ ha. Rồi con này 450, lưỡi ok không mẻ luôn. Đó, rồi mã số 5, 320.000 ha. Rồi tiếp theo hai con gian găng nè, gian găng ngoài nè ha, cái này mình có thể tăng đưa vô bự nhỏ gì con này cũng được ha. Rồi ra mọi hôm bữa hai con 450 nè anh em, đó mà vị nhận hàng đã không lấy nè. Rồi nay bán cho anh em là hai con này 400.000, đó hai con này 400, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Găng là không mẻ nha anh em, găng là còn ok hết, về là mình xài thôi. Acida gì nè, rồi Red ha. Rồi hai con 400, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em.